Rồi hello nha anh em ơi, em là Sam cửa hàng xe máy Cánh Phép đây. Này em lên chi tiết con Vision 2013 mới về anh em ơi, rất là đẹp luôn. Đó, xe máy cực chắc luôn, em đang cho nổ luôn nha anh em ơi. Xe này đời 2013 đầy đầu ha, cái dòng Vision đầy đầu này đi rất là bền nha anh em. Đó, màu đen bóng rất là đẹp ha, đen thui luôn nha anh em ơi. Đó, dàn chân cẳng ốc tán bạc sơn mâm bổng cũng rất là đẹp nha anh em. Đó, và cái được cái máy cực kỳ chắc ha, máy đang nổ chắc tiếng lắm anh em ơi. Dòng này đi rất là bền, đó, FI luôn nha, tiết kiệm xăng nha anh em. Màu đen vui luôn nha, áo chống là sạch đẹp nha anh em. Đó, áo chống là sạch đẹp luôn. Đó, mâm bổng vỏ bổng là bổng dày mo luôn anh em ơi. Về anh em chỉ việc đổ xăng là đi nha. Đó, xe này thì lốc có nổ nhầm nhầm chút đỉnh nha anh em. Đó, lốc nổ luôn chút đỉnh nè. Đó, nhưng mà xe rất là sạch nha anh em. Nó ốc tán đồ rất là đẹp luôn nè. Đó, ốc tán đẹp lắm, sạch xe lắm. Có cái là cái lốc nó nước cái bạc sơn nó rất là mỏng nha anh em, dễ nổ nha. Đó, áo sống anh em nè, bao đẹp ha. Đó, bao đẹp luôn anh em ơi. Dòng này rất là bền, máy nổ im gu ha. Máy nổ im gu luôn anh em. Đó, máy đang nổ luôn, em nghe tiếng im gu luôn nha, không nghe tiếng động gì ha, không có hú hí gì nè. Máy là bao chắc, bao zin cho anh em ha. Máy bao zin chắc anh em ơi. Đó, cột thì cũng có nổ nhâm nhâm ha. Đó, được cái chất xe còn rất là đẹp, sạch. Nó ốc tán đồ màu mè còn màu nha anh em. Nó còn rất là đẹp ha, để bọng là ok cho anh em nè. Đó, để không có mọt ha, vậy. Đó, mâm bọng còn ok, vỏ trước vỏ sau rất là dày luôn em ơi. Đó, về anh em chỉ việc đổ xăng là đi thôi. Đó, giá thì cực kỳ tốt nha anh em. Giá có 13.600.000 nha anh em. 13.600.000 là anh em mình có một con Vision đời 2013. Đó, xe máy móc zin luôn nha anh em. Đó, cái biển số rất là đẹp luôn nha. Biển số 68-23456 nha anh em ha. 23456 luôn anh em ơi. Cái xe này mà đổi ngược lại số 5 ha. Chứ số 6 đổi ngược lại là khác liền nha anh em. Cực đẹp luôn nha. Đó, số sảnh học dịch lộn nha anh em. Máy quá chắc, cái máy đang nổ, máy cực kỳ luôn nha anh em. Máy cực kỳ bên đó, cực kỳ chắc luôn đó. Xe rất là sạch đẹp ha, xe này học cũng bự nha anh em ơi. Nó để đồ thoải mái nha, đèn đầy đủ ha, đèn nhanh này, bình đề đầy đủ cho anh em mình luôn. Đó, 13.600.000 chắc là dễ xài cho một con xe Vision đời 2013 rất là đẹp nha anh em. Đó, rồi anh em nào thiện chí thì alo cho em sang nha, qua số điện thoại 0325555330 nha anh em. Đó, máy im nữa anh em ơi. Rồi em cũng xin kết thúc video nha anh em, hẹn anh em các clip khác nha. Rồi sang xin thân chào anh em.